Thứ Bảy 23 tháng 1 năm 2016, chúng ta đang có một ngày tu Bát Quan Trai. Đây là buổi thọ Bát Quan Trai đầu tiên của năm 2016. Và hôm nay chúng ta có giờ sinh hoạt Phật Pháp, và chúng ta sẽ bắt đầu học một bộ kinh mới. Năm vừa rồi chúng ta học một phẩm kinh ở trong Đại Bảo Tích, một bộ kinh ở trong bộ Đại Bảo Tích. Và cái kinh đó có tên là Phát Thắng Chí Nguyện, và cái đề tài chúng ta đặt là Chí Nguyện Siêu Việt. Tổng cộng là 22 buổi học. Thì đã hoàn tất bộ DVD rồi. Hôm nay sau giờ học thì mỗi vị sẽ có một bộ. Hôm trước ai mà chưa đã có từ số 1 tới số 17 rồi đó, thì ở đây là có 18 tới 22. Còn vị nào chưa đủ đó, chưa có đủ bộ đó, thì có thể ghi tên. Rồi ai thiếu thì quý cô sẽ làm cho một bộ trọn vẹn cái phần đầu, nếu ai mà lỡ chưa có đó. Thưa đại chúng, đề tài của năm nay đó có tên là Tại Gia Bồ Tát. Mới đầu Pháp Hòa định dùng cái từ là cẩm nang của người của Tại Gia Bồ Tát, nhưng mà nghĩ thôi, mình làm gọn còn bốn chữ thôi. Rồi khi mình học vô cái bộ kinh này á, thì mình sẽ thấy những cái gì hay ở trong bộ kinh này, thì mình hãy lấy cái đó làm cái cẩm nang cho mình. Ngày xưa mỗi người người ta có một cái túi gấm. Cẩm nang là một cái túi gấm. Nang là cái túi. Cẩm là cái túi gấm, túi đẹp. Người ta bỏ những cái vật quý, người ta treo ở trên người người ta. Rồi khi nào mà người ta gặp người nào người ta yêu á, người ta lấy cái đó ra, người ta làm cái vật gì? Vật định tình. Cho nên quý vị coi phim Tàu thấy không? Lúc mà
lúc mà chưởng một chưởng rồi sắp chết rồi cái dẫn con phải chạy trốn á, thì người cha mới móc trong đó một cái miếng cẩm thạch bẻ làm hai, đưa cho mỗi đứa giữ miếng, rồi sau này nó gặp nhau nó ráp hai miếng đó lại để nó nhìn nhau là anh em. Và hồi xưa không có số phone để trao đổi, để rủi mà anh có đi đâu rồi tôi còn text, tôi kiếm phone kiếm anh. Ngày xưa là người ta có những cái vật nhỏ nhỏ ta bỏ trong túi đó, gặp người nào mà ta thương á, mà để xác định rằng anh đã hứa yêu tôi và cưới tôi, thì người ta tặng cái đó. Rồi mai mốt gặp thì đem cái đó ra để nhắc lại chuyện xưa. Thì các cái công tử nhà giàu thường ai cũng có một cái túi keo toàn ten ở trong cái đai lưng của mình. Và người ta đã dùng cái từ đó để nói lên rằng nếu mà chúng ta sống ở đời sống mà chúng ta có những cái gì hay ho, mà có thể nói là một cái gì đó đặc biệt, nó làm cái hành trang cho cái người đời sống của mình, thì cái đó đều gọi là cẩm nang hết. Ví dụ người ta viết một cuốn sách ngắn gọn, những cái điều tinh yếu cho một vấn đề gì đó, ta nói cẩm nang. Thí dụ bây giờ người tu thiền thì trong đó người ta viết những cái điều căn bản cho người tu thiền, cách tu hướng, cách ngồi, cách đi, cách thở, điều thân, điều tâm, điều tức, rồi cái cách xả thiền, hay là những cái bế tắc, những cái vấn đề gì trong khi mình ngồi thiền mình gặp phải, thì có thể người ta hướng dẫn mình trong đó, gọi là cẩm nang cho người tu thiền. Rồi bây giờ mình là những người cư sĩ, nói chung là người con người sống trong đời sống, không ai trong chúng ta mà không có một cái túi cẩm nang đó để chúng ta ứng dụng chúng ta sống. Tại vì nếu chúng ta không có cái đó thì chúng ta sống không nổi. Ngày hôm qua có một Phật tử tu tập cũng lâu năm rồi thì đùng một cái bị nhiều cái cú sốc, đau khổ quá, muốn buông bỏ tất cả hết. Nhưng mà vị này nói rằng mỗi lần mà con muốn làm một cái gì là thầy là người đầu tiên con phải phone, con nói chuyện với thầy. Thì khi đó Pháp Hòa nói chuyện với anh trong vòng 30 phút. Nói xong rồi anh thở nhẹ ra, anh nói bây giờ con đã biết được con phải làm gì. Cho nên trong cuộc sống của mình á, Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ mình đi làm ở trong một cái chỗ, một cái hãng rất là nhiều đấu tranh, thì cái cẩm nang mà để làm sao mình có thể làm được việc ở trong đó là gì? Nhẫn nhục, nhịn nhường, thí dụ vậy. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng phải có một cái túi đó. Thì cái bộ kinh này mình học á, có thể nói là những cái tinh yếu, những cái điều hay ho dành cho tất cả chúng ta. Đối tượng của bộ kinh này là cư sĩ, cho nên Đức Phật hướng về người tu sĩ mà Đức Phật dạy. Nhưng mà thật sự ra khi mình học á, tu sĩ hay cư sĩ gì đều phải ứng dụng những cái này hết thì mới có thể sống được trong đời sống. Mà nhất là chúng ta đang ở trong một cái xã hội rất nhiều những cái phức tạp. Xã hội mà người ta càng tối tân chừng nào thì cái đau khổ nó cũng lắm, phiền muộn nó cũng nhiều. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ mình chụp một tấm hình hồi sáng tu Bát Quan Trai, và chỉ cần người nào mà bỏ lên trên Facebook hay là trên website gì của họ một chút thôi, chừng một phút hai phút sau là cái hình đó có thể là 100 người xem, 1000 người xem. Thành thử ra mà lỡ cái hình đó mình bỏ lên mà mình sơ ý, mình không có coi kỹ cái hình đó, hay là những cái lời nói của mình viết lên, mình bình luận, mình comment, lỡ xem đi một cái rồi rút lại không được, nguy hiểm ha. Ở đây mình ký một cái check, lỡ ký một cái check rồi gửi đi rồi nhớ trực lại hết tiền, chỉ cần tốn 12 đồng cancel cái check thôi.
Nhưng mà một cái lời nói của mình mà gửi ra rồi thì lấy lại không được. Cái người nghe, mặc dù mình nói không có trả tiền, người nghe không có trả tiền, nhưng mà nếu mà cái người đó họ phiền muộn mình rồi thì lâu lắm mình mới có thể mình giải tỏa được cái câu nói đó. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu quyển kinh này, có lẽ là chúng ta sẽ dành một buổi chiều hôm nay hoặc là thêm tối nay nữa để chúng ta nghe cái phần dẫn kinh, dẫn vào kinh của Ngài Thái Hư Đại Sư. Thái Hư Đại Sư là một vị cao tăng của Phật giáo Trung Quốc. Ngài là một người rất nổi tiếng, có những cái điều mà Ngài thấy, Ngài nhìn rất là xa cho Phật giáo. Và Ngài là người chủ trương, hồi xưa Ngài chủ trương ba điều mà Phật giáo phải cách mạng: cách mạng giáo sản, cách mạng giáo chế và cách mạng giáo lý. Ba điều cách mạng mà Ngài Thái Hư đã đề ra. Thí dụ như ngày lời của Ngài dạy á, là cái chủ trương của Ngài là giảng kinh như thế nào mà để thực tiễn cho người ta ứng dụng được, chứ không phải nói cái kiểu mà cao siêu quá mà người ta chỉ nghe cho nó khoái tai thôi mà nó không ứng dụng được gì hết. Thì cái điều đó là Ngài đã chủ trương từ xưa, mà ngày nay chúng ta cũng đang làm cái việc đó. Tức là những kinh điển của Phật dạy chúng ta mang ra chúng ta học, và làm sao cho những kinh điển nó trở thành là một cái gì rất thực tế, mà nó không phải là những cái gì nó cao xa mà mình với không tới. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật nhắm tới chúng sanh mà thuyết pháp. Ở trong Phật pháp á, chúng sinh á, được chia ra làm 10 loại. Thường thường mình nghe chữ chúng sinh á, mình nghĩ đơn giản là con người, phải không? Nhưng mà thật sự ra chúng sinh theo Phật pháp là có 10 loại chúng sinh. Trong đó có 4 thánh mà 6 phàm. Quý vị nghe cái danh từ này mình học hoài đó, thường gọi là gì? Lục phàm tứ thánh. Lục phàm tứ thánh là gì? Bây giờ lục phàm nè: trời. Rồi ai nữa? Dưới trời là ai? Atula. Trời rồi mới ta Atula phải không? Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở trong cái trong chúng sanh mà loài phàm đó thì trời và Atula cao nhất. Rồi mới tới người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi tứ thánh là gì? Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Nhớ nha. Trong Phật pháp chia 10 loại chúng sanh, chia ra làm 10 loại mà gọi là lục phàm tứ thánh. Ở trong tứ thánh thì thôi mình giờ mình không nói, tứ thánh là Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Phật. Ở đây mình nói lục phàm là trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ cõi trời thì cõi theo mình nghe cõi trời là cõi làm sao? Cõi sung sướng. Mà hãy sung sướng quá thì tu được không? Không tu được. Rồi cõi Atula là cõi gì? Hung hãn, đấu tranh, gây gỗ. Mà tối ngày cứ lo gây gỗ hoài còn thời gian tu không? Không. Rồi giờ trừ người ra nha. Giờ nói tới địa ngục. Địa ngục là cái chỗ làm sao? Khổ sở, bị hình phạt tối ngày cũng không tu được. Ngạ quỷ, đói khát, lo kiếm ăn. Súc sanh thì sao? Vô minh, không có đủ trí tuệ. Vậy thì trong lục phàm này, ai là cái đối tượng dễ tu nhất? Con người. Tại vì sao? Tại vì con người có khả năng tu gì? Lục độ. Con người có khả năng trì giới bố thí. Con người có khả năng chế tác. Ví dụ như là ở cõi trời sướng quá, thành thử muốn bố thí được không? Không có cơ hội bố thí. Không có cơ hội bố thí. Mà con người mình là muốn bố thí dễ không? Dễ lắm. Cho nên ở cõi người của mình á, là cái cõi mà
có khổ có vui, rồi có những đối tượng để chúng ta hành thiện tích phước. Mình muốn giúp ai, có người khổ để mình giúp. Rồi mình muốn nhẫn nhục, nhà có người chửi mình cho nên mình nhẫn được. Bố thí trì giới nhẫn nhục. Rồi mình muốn siêng năng thì tại vì có những người, người ta khổ, rồi người ta là những cái hình ảnh biến nhát, để mình có thể mình nhìn vô đó mình tiến bộ. Cho nên ở trong phàm phu á, thì loài người có khả năng, còn các loài khác thì không thể. Do vì loài người có thể tu tập bố thí trì giới đa văn rất nhiều công đức mà dù là loài trời cũng không thể sánh bằng. Đây là cái thù thắng của loài người. Và thưa đại chúng, mình muốn làm người khó hay dễ? Khó lắm. Muốn được làm người khó lắm. Mà đã làm người mà được nghe Phật pháp nữa thì còn khó hơn. Tại sao? Tại vì nếu mình có nghe được Phật pháp thì mình biết cái gì đúng, cái gì sai, để mình tu sửa, để nó không luống phí một đời người. Còn nếu như mà mình không nghe được những cái lời dạy bảo sâu sắc, cao siêu, nhắc nhở, thì mình để cho đời người của mình nó trôi đi oan uổng. Tại sao? Thí dụ như mình làm sai, mình không biết, mình sống với những cái tật, sống với những cái tập khí xấu, sống với những cái dở kém của mình, thì mình cứ như vậy rồi hết đời người nó uổng. Cho nên á, ngày xưa bên Trung Hoa cũng có một vị tướng tên là Bùi Hưu. Khi mà ông viết cái đề tựa cho một bộ kinh đó, thì trong đó ông có nói như thế này nè, đọc cho đại chúng nghe. Loài trời chỉ lo hưởng lạc, tu la thì sân hận đấu tranh, quỷ thần thì chìm trong khổ não tối tâm, súc sinh thì sống trong kinh hoàng sợ hãi, còn như tu sửa thân tâm tiến bước trên con đường bồ đề, chỉ có loài người mới có khả năng. Cho nên biết rằng Phật pháp tuy là vì tất cả chúng sanh, nhưng từ sự quan hệ thù thắng mà nói, loài người là chỗ Phật pháp có thể nương cậy, và ngược lại Phật pháp là yếu tố cần thiết cho loài người. Vì vậy loài người là đối với Phật pháp cần phải nghiên cứu thấu triệt và y vào đó mà tu hành. Nếu muốn truyền bá Phật pháp thì căn nương tựa vào loài người mà truyền bá. Tại vì người, con người không có đau khổ thì Phật pháp truyền cho ai? Không. Và thưa đại chúng là tất cả những gì, những cái lời dạy của các bậc thánh hiền á, là để hướng dẫn cho một đối tượng đau khổ. Thật ra khi mình đau khổ, mình bắt đầu tìm tới những cái lời dạy. Giống như mình bình thường có bao giờ mình nghĩ tới bác sĩ, tới bao giờ mình nghĩ tới thuốc men đâu. Chỉ khi nào mình bệnh, bắt đầu mình đi kiếm bác sĩ, bắt đầu mình dở tủ thuốc. Chứ còn bình thường có đời nào mình dở tới tủ thuốc? Cũng như vậy, khi nào chúng ta khổ thì bắt đầu chúng ta đi tìm một cái phương thức để hết khổ. Thì giống như ông giải thích vậy đó, trời thì lo hưởng lạc, tu la thì sân hận đấu tranh, địa ngục thì đau khổ, ngạ quỷ thì đói khát, súc sanh thì sợ hãi, sống trong hốt hoảng, chỉ có con người là cái trung tâm để tu tập. Cho nên những cái kinh điển, đặc biệt là bộ kinh chúng ta sắp học, là chú hướng đến con người, mà đặc biệt là người tại gia. Đó. Quý vị thấy trong Phật pháp thì mặc dù nói là tứ chúng, với người xuất gia với người tại gia ai nhiều hơn? Người tại gia nhiều hơn, xuất gia thì hiếm lắm, phải không? Thành thử ra có những bộ kinh Phật dạy cho người xuất gia, nhưng mà có những bộ kinh Phật chuyên dạy cho người cư sĩ. Chẳng hạn như hôm rồi, cách trước đây năm nữa mình học cái bộ kinh gì? U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn, phải không? U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn là vì cái đối tượng là ai? Là bà Visakha, phải không? Bà hỏi Phật những cái giáo pháp, cho nên Phật vì U Bà Di Phật nói. Nhưng mà bữa nay thì kinh này là do một vị nam cư sĩ, cho nên Phật gọi là U Bà Tắc. Thường thường á, khi nào mình bắt đầu vô trong kinh thì mình nói đến cái đề tựa của kinh. Hôm nay bắt đầu mình, buổi trưa hôm nay mình dành
một khoảng thời gian này để mình đọc cái lời của Ngài Thái Hư dẫn mình vào kinh. Bây giờ mình nói địa vị của kinh này trong Phật Pháp. Kinh điển Phật giáo một cách tổng quát có thể chia làm ba tạng: kinh, luật, luận. Ngoài ra còn có những trước tác của các bậc cổ đức. Thì kinh này thuộc về kinh tạng. Kinh này có tên là U Bà Tắc Giới Kinh. Ở trong Phật Pháp á, có chia ra là ba, gọi là cảnh, hành, quả. Bây giờ Ngài giải thích nè, cái gì gọi là cảnh. Trong ba phần cảnh, hành, quả, chủ yếu của kinh này là khai triển về phần nào? Kinh điển của Phật giáo nếu nói rộng về phần tánh tướng của các pháp thì gọi là cảnh. Nếu nói rộng về giới, tu hành lục độ thì gọi là hành. Còn nếu nói rộng về phần phước trí trang nghiêm, công đức của Phật thì gọi là quả. Mà trong ba kinh này chú trọng đến sự thọ trì giới hạnh. Do đó trong ba phần cảnh, hành, quả có thể nói kinh này chú trọng về hành. Hành là gì? Tức là nói rộng về trì giới và lục độ. Kinh này giảng về sự về giới U Bà Tắc, cho nên có thể nói lấy giới U Bà Tắc làm trung tâm. Một chút xíu nữa, sau khi học xong nữa thì vị nào mà chưa có cái quyển này thì sẽ được thỉnh một quyển. Rồi mỗi lần mà đi chùa nghe pháp tối thứ bảy đó, thì nhớ cầm quyển này theo. Còn ai mà có rồi mà quên thì không sao, tuần này quên thì tuần tới nhớ mang theo. Mà ai mà có rồi thì làm mất thì phải trả tiền. Cái quyển kinh này mình in hồi 2010. Khi mà mình học cái kinh Người Áo Trắng, khi học kinh Người Áo Trắng, hồi đó Pháp Hòa nhớ mình học kinh Người Áo Trắng học ở dưới Trai Đường. Và cái đề kinh đó mình đặt là nền tảng hạnh phúc, kinh Người Áo Trắng. Thì lúc đó Pháp Hòa có nhắc tới cái quyển này, thì mình ao ước là cái quyển kinh này có để mình có thể mình phát ra cho đại chúng và mình học. Thì không ngờ cái bài, cái lời đó được Phật tử ở bên Toronto đáp ứng. Các vị đã xin phép và đã tìm được quyển kinh và đã in cái quyển này. Và sau khi mà in xong tại Toronto đó thì có chuyển về đây. Thì Pháp Hòa nhớ là trong một khóa tu mình đã làm quà tặng cho mỗi vị Phật tử một quyển. Và ở trên Tây Thiên hiện nay còn lại khoảng chừng 40 quyển. Hôm rồi Pháp Hòa phải đi lên Tây Thiên trở về đây để phòng hờ là ai chưa có thì có một quyển. Thì Pháp Hòa cứ suy nghĩ rằng quyển kinh này hay. Mà lâu nay mình cũng có suy nghĩ tới là có dịp mình sẽ cùng nhau học bộ kinh này. Và nếu như mà bộ kinh này mà không đem ra học á, thì Pháp Hòa tin chắc một điều là các vị đã đem về và thỉnh nó vô trong tủ rồi. Và mãi mãi nó sẽ là một cái tủ kinh và nó nằm ở trong đó, chứ cũng mặt mũi nó ra làm sao, nội dung cái gì thì chắc có lẽ không ai mà đem ra hết. Tại vì bây giờ thời gian là rảnh là vô Facebook rồi website rồi đọc tin tức rồi chơi với ai đọc mấy này, phải không? Thật sự ra uổng. Cho nên chính vì vậy mà Pháp Hòa nói thôi thì năm nay có thể năm nay mình học không xong, nhưng không sao. Thì học kinh thì không có thời gian, không có gấp rút gì hết. Mình cứ học từ từ, học thông thả. Cho nên đại chúng chịu khó theo dõi cái bộ kinh này thì thấy trong này có một số vấn đề cần giải thích và nó rất là hay. Mà thưa đại chúng, cái quyển kinh này á, cái quyển kinh này á được vị hòa thượng tên là Đàm Vô Sấm, tức là cái vị mà dịch cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn đó, dịch bộ kinh này. Và mãi đến đời nhà Thanh, tức là 1900
bộ kinh này vẫn chưa có được giảng diễn rộng, chỉ có là in đọc về thôi mà chưa có sự giảng giải. Lần đầu tiên quyển kinh này được dịch ra tiếng Việt 59 năm về trước. 59 năm về trước là năm đó là năm bao nhiêu? Vì ở trong này ghi nè, Phật lịch 2501, bây giờ là Phật lịch 2560 rồi. Tết này là 2560. Tức là bộ kinh này được dịch 59 năm về trước và đã in ra, thì cũng phát vậy thôi chứ cũng chưa có cái chưa có được cái sự Phật tử Việt Nam ít có người biết tới. Có người biết nhưng mà ít. Thì các phần lớn là mình nghe kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh này kinh nọ vậy đó. Thì Pháp Hoa nói thôi những cái bộ đó có những tôn đức, có chư vị tôn đức khác đã giảng dạy cho chúng ta nghe rồi, thì thôi bây giờ mình lấy bộ này ra mình cùng học với nhau. Cái tựa của kinh này là U Bà Tắc Giới Kinh. Còn nếu mình nói là tiếng Việt là Kinh U Bà Tắc Giới. Chỉ cần nghe cái đề tựa thôi là mình thấy cái tầm quan trọng của bộ kinh. Tại sao vậy? Tại vì trong này nó có hai phần, kinh và giới. Cho nên gọi là, nè mình nghe cái tựa nè, U Bà Tắc Giới Kinh, chứ không phải kinh không mà có giới trong đó nữa. Vậy thì giới là gì? Những cái điều ngăn cấm chỉ dẫn cho người cư sĩ học để mà tu sửa. Còn kinh là gì? Là những lời Phật dạy thuộc về giáo lý, hướng dẫn cho chúng ta phương pháp tu hành. Còn giới tức là những điều luật lệ dạy cho chúng ta phải giữ gìn để không có bị phạm. Cho nên bộ kinh này nó hai phần, lời dạy của Phật cho mình ứng dụng mình tu thì gọi là kinh. Còn những cái gì mà dạy chúng ta đừng làm cái này, nên làm cái kia thì gọi là giới. U Bà Tắc tức là chỉ cho những cái vị cư sĩ mà người xưa đó. Chữ U Bà Tắc được dịch là thanh tín, cận sự hoặc là thiện túc. Tại sao gọi là thanh tín? Chữ thanh nghĩa là trong sạch, chữ tín là niềm tin. Vì vậy cho nên người cư sĩ, cư sĩ U Bà Tắc á, U Bà Tắc được dịch là thanh tín, có nghĩa là những người cư sĩ có lòng tin trong sạch ở nơi giáo pháp, gọi là thanh tín. Cái nghĩa thứ hai của chữ U Bà Tắc gọi là cận sự. Cận sự là gì? Cận nghĩa là thân cận, gần gũi. Sự nghĩa là phụng sự. Vậy thì thân cận với ai? Thân cận Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, và phụng sự Tam Bảo. Cũng giống như bây giờ quý tất cả chúng ta đây đó. Ví dụ như bây giờ mình gần gũi Tam Bảo nè, gọi là thân cận phải không? Rồi mình phụng sự nè, như sáng giờ vừa tu vừa phụng sự, rồi hàng tuần mình về chùa mình phụng sự, lễ lộc mình đến chùa mình công quả mình làm việc là phụng sự. Vậy thì mình đang làm một cái nghĩa của một trong ba nghĩa đó là cận sự, tức là gần gũi phụng sự, và mình có niềm tin trong sạch ở nơi giáo pháp. Và cái nghĩa thứ ba là gì? Thiện túc. Thiện là gì? Là tốt. Túc nghĩa là đủ. Một người cư sĩ Phật tử có niềm tin trong sạch thì chắc chắn cái điều thiện ở nơi người này phải đầy đủ. Vì mình có niềm tin trong sạch cho nên cái sự hiểu biết của mình đó, và cái sự lành thiện của mình đó, nó đầy đủ, nó không có thiếu sót. Thí dụ mình gần gũi Tam Bảo lâu rồi thì tự nhiên cái lời nói của mình bây giờ nó có cái phần Phật Pháp hơn. Mình nói ví dụ như hồi xưa mình là cư sĩ, mình chưa mới đi chùa không biết gì hết á, thì những cái từ như là bạch thầy,
là thỉnh thầy hay là thỉnh chuông, thỉnh mỏ, trì kinh, niệm Phật, lễ Phật rồi đó. Mấy cái từ đó mình không quen, mình nói theo ngoài đời. Bữa nay tôi đi chợ, tôi gặp ông thầy chùa. Đó là cái từ ngoài đời người ta nói mà, thấy không? Nhưng mà khi mà mình là Phật tử, mình thân cận Tam Bảo lâu ngày thì cái từ đó mình không dùng nữa. Hôm nay tôi đi chợ, tôi gặp quý thầy. Cái chữ thầy chùa thì ai không biết, thầy ở trong chùa kêu thầy chùa. Nhưng mà cái chữ thầy chùa nghe nó không có thanh, nó không có nhẹ, phải không? Mà có cái tính cách như là như châm biếm nữa. Cho nên cái từ đó cái từ mình không dùng. Mặc dù cái từ ngữ nó là chỉ vậy thôi, nhưng mà thông thường người ta dùng cái từ đó có cái tính cách khác. Thí dụ vậy. Thí dụ bây giờ mình nói mai ăn cơm. Nhưng mà nếu như mà ở trong chùa mà dùng cái từ thọ trai, thí dụ vậy. Cho nên mình thân cận để làm gì? Để mình có những cái thiện. Rồi bây giờ trong Phật, ví dụ như hồi xưa mình thôi sống theo đời, cái người bạn mình tới nói trời hồi nãy á, tôi đi chợ rồi cái tôi đang đứng sắp hàng vậy, có cái bà đó bà lấn tôi một cái, tôi chú nhủi muốn chết, không biết bà đi đâu mà gặp. Mà nếu như theo thế gian thường á, rồi sao, bà có chửi bà không? Tại vì mình hỏi ngược theo cái thế gian thôi. Nhưng mà nếu mà người Phật tử nói ôi chắc người ta bận gấp gì thôi, tức là cái thiện của mình bây giờ nó khác rồi, cái cách nghĩ của mình nó khác, nó có cái sự bao dung hơn, nó có cái sự tha thứ hơn, nó có sự thiện hơn, cho nên gọi là thiện túc. Mà đại chúng để ý coi, mình mà nghe Phật pháp nhiều, mỗi ngày mỗi nghe cái từ từ, cái chữ nghĩa của mình giờ xài mình dùng nó đó, nó có vẻ nó nhẹ nhàng hơn. Mình mà ở ngoài đời mình mà nóng tính mà mình nói ai mà không trả lời cái mình bực, bổ câm hả, tôi nói không trả lời, mấy cái từ đó rất là thô. Mà cái người tu mà cũng bây giờ mình nói như vậy á, mà nếu mà bây giờ giận quá nói sao mà tôi hỏi anh không trả lời, chứ mình không có mắng mỏ người khác. Thay vì mình nhờ người đó đi vô lấy đồ, người đó kiếm không ra, tức quá mà nói đuôi hả không thấy. Nhưng mà cái đó thật sự cái đó không có tội lỗi, nhưng mà cái lời nói đó nó đâu nhất thiết phải nói ra như vậy. Mình nhờ người ta lấy mà người ta không thấy đường, ta không phải người ta không thấy đường mà người ta không thấy nó, để người ta lấy chứ người ta thấy. Người ta thấy thì nói chi nữa. Nhưng mà khi mà mình bực lên cái mình rất nhiều những cái từ mình nói nghe nó không được. Thành thử ra quý vị nhớ cái chữ u bà tắc có ba nghĩa: cận sự, thanh tính và thiện túc. Thiện túc là đầy đủ cái điều lành, cái ý nghĩ, cái lời nói của mình. Thí dụ mình giận ai quá, chết đau chết khuất cho rồi, đó là giận đó. Chứ nếu mà thử cái người đó mà lúc mà mình hết giận, người ta về người ta nói giờ người ta bệnh nan y, cái nói đi chữa đi. Chứ còn nếu mà mình lúc mình giận quá là mình có lời nói như vậy. Cho nên tại sao mình phải thọ thêm cái giới thập thiện để làm chi? Mình thọ cái giới đó, cái nó có cái giới thứ tư về cái giới nói dối, cái giới miệng đó nó có cái câu là có cái giới là không được nói lời thô ác. Cho nên mình giữ giới đó, nó có cái phần tốt là như vậy đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng hiểu là chữ giới nó cái giới nó có công năng như thế nào. Cái giới nó có cái công năng là nhờ giữ cái giới đó, nhờ thọ cái giới đó, cho nên mình nhớ mình thọ giới đó rồi, cho nên nó vừa suy nghĩ tới thôi không nói. Hồi tôi chưa đi thọ giới đó tôi nói, nhưng mà giờ tôi thọ giới đó là tôi không nói được nữa. Là quý vị thấy cái lợi ích của thọ giới. Cho nên có nhiều người nói thôi tôi không thọ giới đâu, thọ giới rồi tôi mất tự do. Hay là nói là tôi còn sân si phiền não lắm, khi nào tôi tâm tôi tịnh rồi tôi mới thọ giới được. Nhưng mà thưa, chính vì mình còn sân si phiền não cho nên mình cần thọ giới. Để cái giới nó làm cái gì? Cái hàng rào, nó bảo hộ cho mình. Cái giới đó là cái sợi dây nó ngăn mình lại để đừng có đi ngoài cái phạm vi đó. Cho nên thọ giới nó có cái hay vậy đó. Mình là cái người mà mình đi biết mình còn lăng xăng lắm, cho nên mình phải tập mình tu. Cho nên á, chữ u bà dịch âm là thanh tính, u bà thôi, u pa. Còn chữ tắc á,
chữ tắc này á, không phải là tắc tắc nghẽn. Chữ tắc này á là chỉ cho nam tính. Còn hễ mà bỏ chữ tắc ra mà thêm chữ di á thì gọi là bên nữ, thay vì gọi là u bà tắc thì gọi là u bà di. Nhưng mà riêng cái chữ u bà u pa thì u pa này á mình âm là u bà thì nó có nghĩa là thanh tính, là thiện túc, là cận sự. Rồi thêm chữ di hay là tắc thì để nam hay là nữ. Mà người Trung Hoa thường gọi là cư sĩ. Nhưng mà chữ cư sĩ nó chưa đủ để nói lên cái nghĩa này. Cư sĩ tức là người còn ở nhà, người còn tại gia. Như quý vị nhớ chữ tắc là chỉ cho nam tính, di là chỉ cho nữ tính. Kinh này nói về Phật Pháp, quan hệ đến tất cả Pháp mà Đức Phật đã chứng đắc, thế nhưng lại dùng u bà tắc làm trung tâm điểm, cho nên phải dùng giới để làm đầu mối để quán thông tất cả. Từ quan điểm này chúng ta có thể nói rằng từ phẩm Bồ Đề Tâm cho đến phẩm Thọ Giới là nói rộng về sự thọ giới cho những người có khả năng tu tập u bà tắc. Từ phẩm Tịnh Giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật là nói về sự tu hành của u bà tắc. Cái bộ kinh này á có gần 30 phẩm. Thì trong này có những cái phần, trọn phần đầu thì chuyên nói về giới, rồi phần sau nói về kinh, tức là chỉ cho mình cái cách tu. Còn phần đầu là nói về những cái nguyên, những cái giới pháp mà chúng ta cần phải thọ. Kinh U Bà Tát Giới hay nhất nên gọi là Bồ Tát Tại Gia. Đó. Chúng ta có thể thấy như trong phẩm tập hội đã nói lên, người tại gia phát tâm Bồ Đề thù thắng hơn quả vị A La Hán Bích Chi Phật. Hơn nữa trong phần cuối của mỗi phẩm đều có đoạn người tại gia nên phát tâm Bồ Đề, vân vân, đều khó khăn hơn là người xuất gia. Trong này mới nói nè, trong kinh có tán thán: khi người tại gia phát tâm Bồ Đề thì từ cõi trời Tứ Thiên Vương cho đến cõi trời A Ca Ni Trá đều hoan hỷ vui mừng, tôn trọng người phát tâm như bậc thầy của trời người. Trong kinh nói người xuất gia không phải lo việc sinh kế, thọ dụng sự cúng dường của trời người, cho nên đối với pháp bố thí ba la mật khó có thể thành tựu viên mãn. Do đó kinh này được Bồ Tát Tại Gia đặc biệt tôn sùng. Người xuất gia thì không có đi làm, cho nên đời sống hàng ngày của người xuất gia là thọ nhận, thành thử về cái phương diện bố thí khó hơn. Còn người tại gia có đi làm cho nên có tiền của, muốn bố thí nó vẫn rộng rãi, dễ hơn. Ở trong cái bộ Nam Truyền đó có một cái tơ kinh, kinh gọi là kinh kinh Thiện Sinh, hay là kinh Thi Ca La Việt, hay là kinh Lục Phương Lễ Bái, Lục Phương Lễ Kinh. Ở Trung Bộ thì có kinh Thiện Sinh, ở đây thì mình có kinh U Bà Tát Giới. Quý vị nào nhớ là hình như năm 2009, 2010 vậy đó, trong 2 năm đó mình học về cái quyển Tại Gia Bồ Tát Giới đó, thì cái phần 6 giới trọng 28 giới khinh đó là trích ở trong cái bộ này đây. Cho nên quý vị nào mà nói ô tôi đi thọ giới Bồ Tát á, là thọ giới trong quyển này nè, thọ cái giới trong đây nè. Mà trong này nó có một phẩm gọi là phẩm Thọ Giới, trong đó có giải thích sáu với trại, có truyền sáu giới trọng 28 giới khinh. Chữ khinh là giới nhẹ, chữ khinh nghĩa là nhẹ. Thí dụ như mình nói sao anh khinh thường, khinh thường có nghĩa là mình coi nhẹ cái người nào đó, mình coi nhẹ ai đó thì gọi là khinh. Thì ở đây trường hợp giới khinh nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái giới nhẹ mình phạm mình có thể sám hối, còn giới trọng nghĩa là phạm thì không thể sám hối. Về những cái quyển kinh á, thì đặc biệt là cái quyển này là
do một vị hòa thượng mà lúc đó ngài còn là một vị đại đức dịch quyển kinh này xong thì chưa có in, mới để cái bản thảo lại rồi ngài đi du học ở bên Nhật. Thì cái quyển kinh này trong khi vị dịch giả đi học ở bên Nhật á, thì ở bên Việt trong lúc đó thì quý ngài ở trong cái ban in ấn kinh sách ở Việt Nam đó, lấy cái bản kinh này ra rồi đánh máy rồi in lại. Và cái quyển mà chúng ta sẽ có đây, cái lời giới thiệu á, là của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa. Ngài cũng là một vị cao tăng, một vị tổ của Phật giáo Việt Nam. Nếu nói đến đạo hiệu của ngài thì không ai trong Phật giáo mà không biết. Là Phật tử Việt Nam thì chúng ta cần phải biết đến quý ngài. Bởi quý ngài có cái công rất lớn đối với Phật giáo Việt Nam. Và đặc biệt với Hòa Thượng Thiện Hòa là người đã nâng đỡ và hướng dẫn cho rất nhiều chư tăng ni mà hiện tại bây giờ là những vị hòa thượng lớn của mình, đều nhận ơn dạy dỗ của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa hết. Cho nên đối với Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, trong Phật giáo Việt Nam có một sự tôn kính rất lớn. Và Hòa Thượng Thích Thiện Hòa cùng thời với Hòa Thượng Thích Thiện Hoa mà viết cái bộ Phật học phổ thông đó. Những Phật tử Việt Nam là mình phải biết. Thí dụ cái quyển Giới Đàn Tăng mà ngày nay không có thầy nào mà không có quyển đó trong cái tủ sách của mình. Tại vì quý thầy á, mà muốn truyền giới như hồi sáng này mình truyền giới Bát Quan Trai, hay là truyền Tam Quy Ngũ Giới đó, tất cả xưa nay đều căn cứ vào cái quyển Giới Đàn Tăng. Giới Đàn Tăng là gì? Là cái quyển những cái nghi thức truyền giới dành riêng cho quý thầy sử dụng. Cho nên thầy nào cũng có quyển hết. Để thì người ta thỉnh mình đi truyền giới thì mình có cái quyển đó, mình theo cái nghi thức. Như hồi sáng này, xưa nay mình thọ Bát Quan Trai là theo cái nghi thức của ngài Thích Thiện Hòa soạn hết ở trong quyển Giới Đàn Tăng đó. Rồi Hòa Thượng Thích Thiện Hòa là soạn cho mình bộ Phật học phổ thông đó. Cho nên là những vị Phật tử người Việt á, mà ai có nghiên cứu kinh sách nhiều thì đều biết đến quý ngài hết. Thì cái quyển mà chúng ta có đây là lời giới thiệu của ngài Thiện Hòa. Và cái quyển này nó đặc biệt nữa là sau mỗi phần chánh của kinh thì vị dịch giả hiệu là Thích Quảng Minh, ngài còn soạn thêm cho mình một cái phần tổng lược cái ý của cái đề cái phẩm kinh trước. Cho nên có cái quyển này rồi là nó hay. Lỡ mình đọc cái chỗ đó mình không hiểu thì mình lật ra phía sau, mình đọc cái ý toát yếu của toàn cái phẩm trước mà ngài đã dịch xong rồi, ngài còn toát yếu cho mình để mình biết được cái ý nghĩa của cái phẩm trước đó nữa. Cho nên quý vị có quyển kinh này mà không có đem ra đọc thì nó uổng lắm. Bây giờ mình cùng nhau mình học thì mình lại có cái cơ hội mình học thêm. Ngài soạn dịch rất là công phu, ngoài cái phần chú thích những cái chữ ở trong đó, ngài còn có cái phần toát yếu rồi chúng ta đọc. Thì bắt đầu từ tối hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần kinh. Riêng ở đây thì hôm nay chúng ta học và chúng ta giới thiệu, thứ nhất là vị dịch kinh này là ngài Đàm Vô Sấm. Và quyển kinh này chỉ được dịch rồi truyền bá chứ sự giảng dạy không sâu rộng, thậm chí ngay cả đến đời nhà Thanh ở Trung Hoa thì bộ kinh cũng chưa có phát triển gì nhiều. Rồi sau này bộ kinh này được dịch ra tiếng Việt thì hiện nay Pháp Hòa biết ít nhất quyển kinh này có được khoảng 3 bản dịch ra tiếng Việt. Và cái bản của ngài Quảng Minh là bản dịch lâu năm nhất. Và hình như là mình đi ra tiệm sách mình tìm thì chắc có lẽ mình thấy cái quyển này nhiều hơn là những cái bản dịch khác. Trừ khi nào mình muốn tìm đúng cái bản dịch của vị nào đó thì mình mới hỏi ra thôi. Chứ còn nếu mình hỏi kinh, tôi muốn tìm cuốn kinh U Bà Tát Giới thì có thể người ta sẽ đưa cho mình cái quyển này. Thường thường á, có những bản kinh có nhiều vị dịch mà mình muốn tìm đúng cái vị dịch giả nào á,
thì mình đi vào trong tiệm sách mình phải nói đúng cái tên của vị dịch giả đó. Cho nhiều khi Pháp Hòa nhờ thỉnh kinh sách đó, Pháp Hòa có 2-3 bản của những vị dịch khác rồi, bây giờ Pháp Hòa muốn có luôn cái bản dịch của vị khác nữa thì Pháp Hòa nhờ đi thỉnh mà phải nói đúng tên. Thì Pháp Hòa nói vậy để quý vị nào mà có vô tiệm sách thỉnh kinh đó, thì mình biết cách mình hỏi để người ta lấy cho mình cho dễ dàng. Hôm trước khi mình học về, mình nói một chút xíu, mình giới thiệu về kinh Đại Bát Niết Bàn đó, thì mình cũng có nhắc đến ngài Đàm Vô Sấm. Cho nên rồi bây giờ ở đây mình lược, mình không có nói nữa. Nhưng mà thưa đại chúng là ngài cũng có công dịch ra nhiều kinh sách từ tiếng Phạn ra tiếng Hán, rồi sau này chúng ta mới có được những cái bản tiếng Hán, chúng ta dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt. Cho nên qua những cái quá trình như vậy thì chúng ta thấy rằng 60 năm trước đã có một người dày công dịch lại cho mình một quyển kinh. Mà bây giờ mình có kinh, quyển kinh mà mình không có nghiên cứu, mình không có học hỏi thì uổng lắm. Cho nên mong đại chúng để tâm học. Rồi khi mà quý vị có quyển này á, quý vị muốn chú thích gì đó thì tùy hỷ, coi như một cái quyển để mình học, mình nghiên cứu. Hoặc là mình có một cái cuốn sổ riêng để mình ghi chép. Còn nếu như mà mình dùng cái quyển này để mình ghi chú, để sau này mình đọc vô, mình trở về mình đọc lại, thì mình hiểu được những cái nghĩa lý trong đó một cách dễ dàng. Thì đó là cái lời giới thiệu của Pháp Hòa. Thì bắt đầu từ năm nay, có thể là mình phải học tới 2 năm, không biết được, tùy. Thì bộ kinh U Bà Tắc Giới sẽ được chúng ta bắt đầu học từ bữa nay với đề tài là, đề tài gì? Tại gia Bồ Tát hả? Bồ Tát tại gia. Nhớ ha, đề tài Bồ Tát tại gia. Thay vì chúng ta nói là U Bà Tắc thì mình không hiểu hết, bây giờ mình dùng cái từ là Bồ Tát tại gia. Rồi chiều nay mình sẽ đi sâu một chút, hôm nay mình giới thiệu thôi. Thì thưa đại chúng, hôm nay đặc biệt là nhân cái ngày lễ, cái mùa lễ Phật thành đạo 26 thế kỷ trước, tại bây giờ là 2600 mấy năm rồi, thì Thái tử Sĩ Đạt Ta đã từ bỏ cung vàng điện ngọc để đi vào rừng xuất gia tu hành, và ngài đã thành tựu được cái đạo quả của ngài, sự giác ngộ của ngài, chúng ta gọi là quả Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng Phạn, nghĩa là giác ngộ. Ngài là không có người như chúng ta, nhưng ngài đã tu tập đến cái chỗ giác ngộ hoàn toàn. Cho nên ngài cũng nhắc nhở chúng ta, rồi ngài chỉ dẫn cho chúng ta cách tu như thế nào để chúng ta cũng giác ngộ giống ngài. Nếu chúng ta không thể giác ngộ toàn vẹn như ngài thì ít nhất chúng ta phải có những cái giác ngộ căn bản. Ví dụ giác ngộ căn bản là sao? Thí dụ sống ở đời, làm người thì phải có già bệnh chết. Chỉ cần giác ngộ nhiêu đó thôi là tự nhiên mình nhẹ lắm. Khi mình phải già, khi mình phải bệnh và khi mình phải chết, thấy không? Sống ở đời có tụ thì có tan, có thương thì có ghét, có giàu thì có nghèo, có thịnh thì có suy. Gặp lúc nó suy thì chúng ta cũng biết rằng ít nhất chúng ta cũng đã có những lần thịnh. Chẳng hạn như hiện tại kinh tế của mình bây giờ. Những cái lúc mà mình mà quý vị thấy không? Thật sự ra khi mình đi đổ xăng, mình than nó trời ơi xăng mắc dễ sợ. Mình than vậy, nhưng mà mình khi mà nó xăng nó mắc quá, mình phải trả cho cái mục đó. Nhưng mà ngược lại thì kinh tế nó tốt. Còn bây giờ mình nói trời ơi xăng rẻ cũng dễ sợ. Nhưng mà ngược lại thì kinh tế nó cũng không tốt. Thí dụ vậy, cho nên quý vị nhớ Phật luôn luôn, Phật ở trong thập huyền môn á, quý vị chưa học cái này, trong thập huyền môn á, nó có một cái môn tên là đồng thời cụ trúc tương ứng. Tức là hễ cái này nó sanh là cái kia nó sanh, cái này diệt là cái kia diệt. Ở trong Phật giáo mình học kinh Đại Thừa đó, có một cái bộ, một cái bài, một cái giáo lý tên là thập huyền môn.
hay lắm. Khi mà mình nắm được cái thập huyền môn á, là cuộc sống của mình bắt đầu nó cũng thư thả ra. Vì mình biết được cái nào nó thuộc về cái nào, nó thuộc về cái nào. Hôm nào nếu có dịp mình sẽ học cái đó. Nhưng mà mình học trong thập huyền môn nó có một cái là đồng thời cụ túc tương ứng. Tức là có những cái nó cùng một lúc nó phát sinh. Thí dụ như giờ mình mong con mình mau lớn, mà hễ mà nó lớn nó trưởng thành thì có nghĩa là mình sao? Mình già. Đồng thời cụ túc mà, phải không? Đồng một lúc nó đầy đủ cái tương ứng. Hễ mà con mình nó lớn lên, nó lớn, nó khôn lớn, mình không phải bận lòng lo lắng cho nó như lúc nhỏ nữa, thì cũng có nghĩa là mình tương đương chứ. Nhưng mà con người mình mà nếu không nắm được cái đó thì mình đau khổ là trời ơi sao lúc này tôi yếu quá. Lúc này là lúc nào? Sau 30 năm hay là sau 50 năm? Thật nữa không phải vậy. Cho nên là mình hiểu được cái đó đó. Chỉ cần mình không có cần mình hiểu cái gì gọi là giác ngộ cao siêu. Chỉ cần chúng ta có những cái nhìn như vậy là có những cái nhìn của người giác ngộ. Nhìn của người giác ngộ. Thôi thì bây giờ mình tạm dừng ở đây. Đại chúng nghỉ ngơi một chút. Mình sẽ có khoảng chừng 15 phút, 20 phút mình giải lao. Sau đó đại chúng có mặt ở trên này lúc 3:45. Chúng ta sẽ có một thời kinh sám hối ngắn. Sau đó chúng ta tụng môn sư thí thực. Tại vì hôm nay là ngày 14, theo lệ chúng ta sám hối. Rồi ngày mai trưa chúng ta làm lễ Phật thành đạo. Rồi các thầy các chú còn phải có giờ để tụng giới sa di nữa. Cho nên là cũng một cái dịp hay là chúng ta tu tập ngay cái ngày 14 và ngày rằm. Hôm trước mình học là mình biết là cái gì gọi là sốc, cái gì gọi là vọng rồi đó. Ai không biết mấy cái đó về nghe lại cái bộ học giới Bồ Tát thì mình sẽ hiểu những danh từ đó. Ngày vọng là ngày rằm á. Ngày vọng là ngày rằm á. Tại sao? Tại vì khi mà nó có trăng á thì mình phải nhìn lên trăng, phải không? Hướng vọng về đó. Cho nên ta kêu là cái ngày vọng, tức là ngày, ý nó ngày có trăng. Ngày sóc là ngày không có trăng. Cho nên nhiều khi ở trong mấy cái, trong những quyển kinh đó, ta để những quyển nghi thức đó. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày không có trăng, thì mình hiểu là ngày gì? Ngày 30. Mà nếu kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày có trăng là ngày, dạ không, ngày vọng. Rồi thôi bây giờ mình hồi hướng, chiều nay học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sao không có? Cô chửi nó không trả lời là nó tu rồi. Nhưng mà nó không biết làm phước. Hả? Sao không biết làm phước? Nó hy sinh mạng nó cho cô ăn mỗi ngày đó không làm phước hả? Thưa đại chúng, nói đến cái này á, Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện của sư bà Hải Triều Âm. Sư bà kể một câu chuyện ngắn thôi. Sư bà kể là có một cái bà đó, bà hung dữ lắm. Tự nhiên hôm nay bà hiền lành kỳ lạ. Thì người ta mới hỏi, thì người ta mới biết là có một hôm nọ đó, bà nuôi một con chó. Mà cái con chó không biết nó làm cái gì sai mà bà đánh nó gãy chân.
Vậy mà hôm sau bà đi về, nó vẫn lết ra, nó mừng bà. Thì tự nhiên cái hình ảnh con chó gãy chân đó, mà nó welcome, nó mừng bà chủ mà ngày hôm qua đánh nó đó, nó làm cho cái người hung dữ đó tự nhiên ý thức. Ngày hôm qua mình đánh nó gãy chân, mà ngày hôm nay nó vẫn cái lòng tha thứ bao dung của nó còn được như vậy. Con vật mà nó còn có cái lòng tha thứ bao dung như vậy, huống chi mình là con người. Chỉ bao nhiêu đó thôi, từ đó về sau bà thay đổi tánh tình. Cho nên mình học, mình nghe câu chuyện ngắn đó để mình học cái bài học gì? Tha thứ. Quý vị thấy là con vật mà mình đánh nó mà nó vẫn vẫy đuôi nó chào mình. Và con người mình thì không làm được như vậy. Mà trong khi đó con người mình thông minh hơn nó, đủ những điều kiện hơn hẳn nó nhiều, mà mình không bằng được nó. Đó, thì sư bà viết một câu chuyện nhỏ đó, rồi người ta mới lấy câu chuyện đó, người ta để trong cái phòng lưu niệm của sư bà đó. Thì ai đi vào trong phòng đó đều học được cái câu chuyện đó hết. Thì bây giờ xác định lại. Ví dụ như người ta hỏi là con vật nó có Phật tánh không? Quý vị nhớ câu chuyện đó không? À, có người hỏi là con chó nó có Phật tánh không? Thì có vị nói là không. À, rồi hôm khác hỏi con chó có Phật tánh không? Nó gọi là có. Hỏi tí, nếu mà nó có Phật tánh thì tại sao nó không chui vào một cái lớp vỏ tốt mà nó lại chui vào một cái lớp vỏ lông lá bù xù? Thì vị hòa thượng mới trả lời: vì biết mà cố phạm. Ví dụ nè, người ăn trộm, biết ăn trộm là xấu không? Biết là xấu mà tại sao vẫn ăn trộm? Cái đó gọi là biết mà cố phạm. Nếu mà họ không biết việc làm của họ sai thì tại sao họ phải rình rập đợi lúc vắng người? Tại sao họ phải đợi, họ phải tìm đủ cách lắt léo để họ ăn cắp, ăn trộm cho được? Rõ ràng họ biết hành động đó là sai. Biết sai tức là có Phật tánh, phải không? Mà biết sai là có Phật tánh, mà không sống được với cái tánh Phật đó. Cho nên con người mình thường như vậy. Thí dụ mình nói, tôi biết tôi nóng là vậy, nhưng mà tôi không chửi nó không được. Tức là mình biết là như vậy nhưng mà mình vẫn cứ làm. Thành thử ra cái khác giữa chúng sanh với Phật á, là Phật thấy cái sai thì Phật dừng, là giác. Mà cái chúng sanh biết sai vẫn làm thì gọi là mê. Vậy thì bây giờ người ta hỏi giữa khác biệt giữa Phật với chúng sanh là sao? Là vậy thôi. Cho nên chư tổ mới có câu nè: như nhau dọc mũi ngang mài. Thấy không? Như Phật với mình đó, giống nhau là cái lỗ mũi dọc, cái chân mài ngang. Như nhau dọc mũi ngang mài. Tâm phàm tâm thánh, cả hai chẳng đồng. Thấy không? Thành thử ra mình đó, Phật cũng giống mình thôi. Phật làm sao? Phật vẫn là một con người giống mình nè, vẫn đi qua những cái đau khổ giống mình nè, rồi vẫn có gia đình giống mình nè, địa vị hơn mình nè. Nếu mà nói là Phật hơn mình nhiều đó, chứ nó giống, nói theo cái thể chất con người vậy thôi. Chứ nếu mà nói về cái phước báo mà hưởng thụ là Phật hơn mình. Phật là thái tử là hơn mình rồi, địa vị Phật hơn mình rồi, Phật đẹp trai hơn mình, Phật cao ráo hơn mình nè, thấy không? Phật vậy mà bỏ hết. Còn mình bây giờ cái gì cũng có đó, giàu cũng không có, giàu hơn ai, mà đi đâu cũng đặt camera. Địa vị mình thì cũng chẳng có hơn ai, vậy mà sợ mất địa vị, sợ người ta lấn lướt, sợ mình mất cái vị trí, cho nên rồi mình phải làm gì? Phải lấn lướt người ta trước cho để người ta lấn lướt mình, không? Cho nên thưa đại chúng, là cái chỗ đặc biệt là Phật với mình giống. Và tại sao mình phải tôn Phật? Là bởi vì trong con người, trong loài người, Phật là bậc tôn quý. Cho nên mình mới gọi Phật là Lưỡng Túc Tôn đó. Lưỡng Túc Tôn là Đức Phật là người có đủ cả hai mặt đầy đủ. Một là phước, hai là trí. Gọi là Lưỡng Túc. Lưỡng là hai, túc là đủ. Lưỡng Túc đầy đủ,
Hai cái đầy đủ là phước đầy đủ và trí đầy đủ. Còn mình bây giờ có nhiều khi phước có đủ nhưng mà thiếu phần trí. Ví dụ như mình có phước tu, mình có phước được có nhiều cái điều kiện để mình tu, nhưng mình không chịu tu. Và mình có cái phước là mình có đủ cái điều kiện ở nơi thân thể để làm việc thiện mà không dùng. Mình xài cái thời gian mình phung phí quá, mình dùng cái thể lực của mình phung phí quá. Trong khi đó người ta kiếm chút sức khỏe ta làm thiện không ra. Mình có rất nhiều sức khỏe thì mình lại phí. Cho thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ là một khi ngày nào mình còn được đi chùa, mình còn được về chùa làm công quả, mình có thời gian mình ngồi mình tụng thời kinh, là phải thấy giờ phút đó là hạnh phúc vô cùng. Nhiều ngày Pháp Hòa bận quá, việc này việc kia nó đến, hoặc là đang chuẩn bị lên tụng kinh cái phải đi thăm bệnh, thí dụ vậy, vào nhà thương. Nhưng mà hôm nào mà được ở chùa không có phải bận rộn gì việc bên ngoài, mà được cùng với đại chúng một tụng một thời kinh, hạnh phúc. Thế cho nên Pháp Hòa thấy là tháng nào Pháp Hòa cũng tranh thủ ở nhà để cùng có một ngày tịnh tu với đại chúng, trong lòng mà vui lắm. Tại vì ngày hôm đó là mình được ở nhà và tu với chúng. Cho nên mình có cái phước, nhưng mà cái quan trọng là mình lại thiếu cái trí, là mình không giống như bây giờ. Quý vị nhớ nè, hồi nãy mình nói đó, Ngài Thái Hư nhắc mình là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Vì mình có nghe Phật Pháp thì mình mới biết được thân người là quý. Mình có nghe Phật Pháp mình mới biết rằng lời lành khó nghe. Mà nếu mình nghe được thì mình biết cái gì đúng, cái gì sai. Cái gì sai thì bỏ, cái gì đúng thì học, để đừng có lãng phí một kiếp người. Cho quý vị mà thấy người trẻ mà đi tu á, đừng có tội nghiệp họ. Nó tội nghiệp quá. Nhưng mà phải nói rằng tội nghiệp mình. Trời đất ơi, người ta dày mà ta tu, mình dày chưa chịu tu. Nhưng mà nếu mà thấy thương á, là trẻ mà biết lo tu. Cho nên mình thương, mình ủng hộ, mình giúp đỡ. Cho quý vị mà ví dụ như thật sự ra Pháp Hòa thấy rõ là tình thương của đại chúng. Chẳng hạn như lâu lâu cái mấy cô mấy chị trong chùa làm một bữa cơm ngon đem lên cho mấy chú ăn. Làm chi vậy? Tức là để cho mấy chú ăn, một là có sức khỏe, hai là không có thèm. Nhiều khi con người á, sống mà thiếu này thiếu kia, cái nó ngó ra ngoài thấy sao gì cũng có, nó hay muốn tìm hiểu. Cho nên Pháp Hòa là cái tâm lý đó. Cho nên Pháp Hòa nói mấy chú ở xứ này không có đói khát cho mình phải cho ăn. Ở Việt Nam mình cái thời nghèo không có thì mình không cho ăn được, còn đây có điều kiện cho ăn, mắc gì cũng cho ăn. Cho nên phải cho nó ăn. Ngày hôm qua có một cô, hai dì cháu chạy đi ra tiệm mua cái bánh gì của Ấn Độ đó. Cái chapati rồi cái sauce Ấn Độ. Cô đem lên, cô nói tội nghiệp con biết mấy chú thích món này cho nên lâu lâu con đem lên cho mấy chú ăn, thấy thương. Pháp Hòa biết, dù mình không nói ra, nhưng mà những cái ly chè, những cái bánh, mấy bác, mấy cô, hay thậm chí những bữa ăn, trời mấy cô đâu có tội lệ gì phải làm vậy. Nhưng mà tất cả những cái hành động đều bằng tình thương hết. Đấy. Mấy cô trong chùa Pháp Hòa biết như vậy. Cho quý cô lúc nào làm cái gì cũng nhớ tới mấy thầy, mấy chú, mấy cô để dành. Thấy đi tu thì đâu có gì nữa, phải không? Thành thử ra còn miếng ăn mà cũng không cho ăn nữa, chắc chết. Có nhiều người rất là khó. Ăn chay không được, dày ăn chay không được kia. Người ta cái gì người ta cũng bỏ, người ta còn có cái ăn mà mình cũng khó dễ như ta. Tội nghiệp. Mình phải cho người ta ăn, cho người ta có sức khỏe, người ta tu. Trời ơi, mà hãy thấy người ta ngồi cố rủ, nó tu làm biếng. Mà muốn cho người ta siêng năng thì phải cho người ta có sức khỏe, người ta mới người ta làm được chứ. Phải không? Cho nên là mình học Phật Pháp để mình có cái nhìn sao? Có cái nhìn rộng. Mà khi mà có cái nhìn rộng, tức là cái tâm mình bắt đầu nó mở. Cái tâm mình mở chứ mình có cái nhìn rộng, và bắt đầu mình biết bao dung, mình biết tha thứ. Mình có bao dung, mình có tha thứ. Quý vị nghe cái bài hát thôi, trong cái quyển, trong cái bộ băng học về thủy sám đó, cô Diệu Đại cô để cái bài hát ai đã làm tôi đau khổ xin hãy tha thứ gì đó, cái bài đó đó, bao dung đó. Cũng như thế người ơi, tự thân quán chiếu,
mình tự thân mình quán chiếu, ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng sợ khổ đau, thì tôi cũng sẽ đem niềm vui cho mọi người. Ai cũng muốn hạnh phúc an lạc, ai cũng sợ khổ đau khốn đốn. Đó là những cái lời mà chúng ta nghe được. Rồi, thôi đại chúng khỏe. Rồi, chiều nay mình học học tiếp ha. Rồi, bây giờ quý vị nghe tiếng Khánh cùng đi lên. Tiếng chuông huyền diệu.